bạn đang đến với chương trình giới thiệu phim trên kênh Phim For Fun. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những bộ phim thú vị dành cho những người yêu thú cưng nhé. Trước tiên, hãy đến với cuộc sống sang chảnh của cô nàng Chihuahua nổi tiếng nhất xứ Beverly Hills và hành trình tìm đường về nhà đầy chông gai của cô dưới sự giúp đỡ của đủ loại chó thường dân trên đường đi khi cô bị mất tích tại Mexico. On a mission. Let's go get Chloe. That's off the leash. I'm gonna kick some tail. But Poppy, liệu cô có chấp nhận tình yêu của gã trai làm vườn thô thiển không cùng đẳng cấp sau hành trình này? If you ever need someone to lick inside your ears, I would be most honored. Woof. Tạm gác lại những chuyện lùm xùm về sao ở Hollywood, chúng ta hãy cùng khám phá thế giới của thú cưng thuộc tầng lớp trung lưu ở New York xem nào. See you tonight. So long, Mel. Bạn nghĩ bọn thú cưng của mình sẽ làm gì khi bạn vắng nhà? So long, Mel. Bye, sweet pea. See you, Gino. Bye, everybody. Bye, everyone. Hi, how are you? That are moments away from leading us home. You've been so stressed. Và những con sen loài người đã thấu hiểu được hoàng thượng của mình 30%. Behavioral disorders. But I don't have a behavioral disorder. Yeah, I'm fine too. It's my human that's nuts. I bring her a dead bird, she throws it out. He's nothing. I don't got enough for you, mother. You be a good boy, Leonard. Sau những biến cố đại dịch và khó khăn chồng chất trong những năm qua, liệu bạn có còn giữ được ngọn lửa đam mê trong tim mình để bước tiếp trong cuộc đời đang có vô vàn thử thách nhưng cũng hứa hẹn đầy vinh quang phía trước? Nếu bạn có mệt mỏi và không chắc chắn về điều đó, hãy đến với bộ phim Sinh để bầy thú sẽ giúp bạn thắp lại ngọn lửa đam mê trong mình. Will be the biggest hit show this city has ever seen. Everyone gets a shot at being a star live on my stage. I'm here to win. That prize is mine. Vào lễ Giáng sinh năm nay, phần 2 của bộ phim sẽ được ra mắt giúp bạn mạnh dạn đạp ga, khởi động lại chuyến xe cuộc đời của mình để dấn bước vào năm 2022 đầy hứa hẹn. How do I know that you're legit? I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. I knew you were a weirdo. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. It's okay. But I still, your songs will carry you. Found just sing. What I'm looking for. There's only one way left to go. And that's dream big dreams. That's what I always said, right? There's always a choice. Just never have the guts to make the right one. Các bạn vừa xem xong chương trình giới thiệu phim trên kênh Phim For Fun.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và comment cho video nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào lần tới.